Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập bài thơ Thương Vợ của nhà thơ Trần Thế Sương. Để cấu trúc bài ôn tập gồm hai phần. Phần 1, kiến thức cơ bản. Ta cùng nhau đi hệ thống lại kiến thức về tác giả và tác phẩm. Phần 2, luyện tập. Ta đi vào một cái đề bài cụ thể. Phân tích hình tượng nhân vật bà Tú qua bài thơ Thương Vợ để thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Trần Thế Sương. Ta vào phần 1 La Mã kiến thức cơ bản. Một nhỏ tác giả Trần Thế Sương sinh năm 1870, mất năm 1907. Ông là nhà thơ lớn cuối thế kỷ 19. Trần Thế Sương là người có cá tính đầy góc cạnh, phóng túng, không chịu gò mình vào khuôn sáo trường thi, nên cho dù thi nhiều lần, ông vẫn chỉ đỗ đến tú tài. Sáng tác của Tú Sương gồm hai mảng, Trào Phúng và Trữ Tình, đều bắt nguồn từ tâm huyết của nhà thơ với dân và với nước. Đấy là một vài những kiến thức cơ bản về tác giả các em cần lưu ý cho thầy. Chúng ta chuyển sang phần 2 tác phẩm. Bài thơ Thương Vợ là một trong những bài thơ hay và cảm động của Trần Thế Sương viết về đề tài bà Tú. Bài thơ được viết bằng thể thơ thất ngôn bát ngữ đường luật, với nội dung thể hiện tình yêu thương quý trọng vợ của Tú Sương thông qua sự thấu hiểu nỗi vất vả, gian truân và những đức tính cao đẹp của bà Tú, đồng thời thấy được tâm sự và vẻ đẹp nhân cách của nhà thơ. Về đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đó là việc tác giả sử dụng những cái từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ văn học dân gian. Trên đây là những kiến thức cơ bản về tác giả và tác phẩm các em cần phải ghi nhớ cho thầy để chúng ta có những cái kiến thức nền tảng đi vào phân tích toàn bộ bài thơ. Chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã luyện tập. Ta đi vào cái bài đề bài cụ thể. Đó là phân tích hình tượng nhân vật bà Tú qua bài thơ Thương Vợ để thấy được vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Trần Thế Sương. Đối với đề bài này, chúng ta cũng đi triển khai theo bố cục 3 phần. Thứ nhất, mở bài. Ý thứ nhất, các em phải giới thiệu được cho thầy về tác giả. Về tác giả thì sẽ có rất nhiều thông tin. Tuy nhiên các em chỉ cần ghi nhớ cho thầy hai thông tin cơ bản nhất, đó là vị trí của tác giả và phong cách nghệ thuật. Chúng ta cũng phải giới thiệu được vài nét về tác phẩm, có thể là xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác. Và ý thứ ba trong phần mở bài các em cần phải đưa được vào cho thầy, đó là các em phải giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. Ở đây chính là hình tượng nhân vật bà Tú và vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ. Phần 2, thân bài. Thì cái ý đầu tiên các em cần phải triển khai trong phần thân bài, đó là chúng ta phải giới thiệu vài nét về nhân vật bà Tú. Bà Tú tên thật là Phạm Thị Mận, quê ở Hải Dương, nhưng sinh ra và lớn lên ở Nam Định trong một gia đình có học thức. Khi gắn kết với Tú Sương, bà làm nghề buôn bán gạo rất vất vả để nuôi chồng nuôi con và trở thành một cái trụ cột kinh tế trong gia đình. Cái việc mà người phụ nữ ngày xưa nuôi chồng ăn học, đó là một cái việc rất là bình thường. Trong ca dao xưa đã nói: sáng trăng trải chiếu hai hàng, để anh đọc sách, để nàng quay tơ. Người phụ nữ sẵn sàng làm những cái công việc vất vả để có tiền nuôi chồng ăn học. Và Trần Thế Sương luôn luôn xem cái việc mình phải ăn bám vợ, mình phải phụ thuộc vào vợ. Trần Thế Sương xem đó như một nỗi đau, một nỗi tủi hổ. Vì vậy mà Trần Thế Sương luôn luôn biết ơn, trân trọng vợ. Và đó cũng là lý do mà Trần Thế Sương rất nhiều lần đưa hình ảnh người vợ tảo tần nuôi con nuôi chồng vào thơ của mình, với tất cả những sự yêu thương và kính trọng. Chính vì vậy người ta nói rằng tuy bà Tú vất vả thật đấy, nhưng bà cũng có những cái niềm hạnh phúc riêng, nhất là so sánh với những người phụ nữ cùng thời. Đó là bà được chồng yêu quý, biết ơn, thông cảm, chia sẻ. Trên đây là một vài nét cơ bản về nhân vật bà Tú mà thầy muốn giới thiệu đến các em. Đối với đề bài này thì chúng ta cần triển khai cho thầy những luận điểm chính như sau. Cái luận điểm thứ nhất mà các em cần phải triển khai cho thầy, đó là hình ảnh bà Tú qua nỗi lòng thương vợ của Tú Sương. Hình
Hình ảnh bà Tú qua nỗi lòng thương vợ của Tú Xương được thể hiện trước hết qua hai câu thơ đề. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Ta đi vào từng câu một. Quanh năm buôn bán ở mom sông. Đọc câu thơ này lên, ta thấy cụm từ buôn bán được đặt ở vị trí trung tâm của dòng thơ. Nó đã giới thiệu cái nghề nghiệp, cái công việc hiện tại của bà Tú, đó là buôn bán. Một cái công việc mà nó gợi ra bao sự vất vả, nhọc nhằn, bươn trải ngược xuôi. Và sự vất vả, nhọc nhằn, bươn trải ngược xuôi đó càng được tô đậm khi nó kết hợp với những cụm từ chỉ không gian và thời gian làm việc. Quanh năm, cái thời gian làm việc quanh năm suốt tháng không trừ ngày nào. Dù nắng, dù mưa, dù gió giông, dù bão nổi, thì người phụ nữ tảo tần của Trần Thế Xương vẫn phải duy trì công việc mưu sinh của mình. Có thể nói, đó là một cái thời gian làm việc triền miên, đằng đẵng, khắc nghiệt, nhất là đối với sức lực của một người đàn bà. Mom sông, đây chính là không gian làm việc của bà Tú. Đó là cái phần đất ở bờ sông, nhô ra phía lòng sông, nơi người làng chài thường hay tụ tập buôn bán. Cái nơi mà phải hứng chịu mọi sự vang động của dòng chảy, nay lở, mai bồi. Một cái không gian làm việc nhỏ nhoi, treo leo, chênh vênh và ẩn chứa, tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Và qua câu thơ đầu tiên này, ta có thể thấy được, ta có thể hình dung ra được cái hoàn cảnh làm ăn, vất vả, lam lũ, tất bật của bà Tú. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho bà Tú phải vất vả làm lụng quanh năm suốt tháng như vậy? Thì chúng ta cùng tìm hiểu câu thơ tiếp theo. Nuôi đủ năm con với một chồng. Đọc câu thơ này lên, ta thấy hiện lên hình ảnh hai gánh nặng, năm con với một chồng. Hai cái gánh nặng này nó oằn chĩnh trên đôi vai của bà Tú. Gánh nặng năm con đã là vất vả lắm rồi. Bởi vì các em biết là để nuôi được một đứa trẻ không phải là một chuyện đơn giản, rất vất vả. Đây là những năm đứa con thì nó vất vả đến nhường nào. Mà điều kiện kinh tế ngày xưa thì nó khó khăn vô cùng. Đến thời đại hiện đại ngày nay, người ta còn rất là sợ sinh đông con, bởi vì người ta sợ vất vả. Huống hồ bà Tú với năm đứa con, một cái gánh nặng rất nặng nề. Gánh nặng năm con đã vất vả rồi, nhưng bên cạnh cái gánh nặng năm con đó thì bà Tú phải gánh thêm một cái gánh nặng nữa, đó là gánh nặng một ông chồng. Gánh nặng năm con với gánh nặng một chồng nó được kết nối bởi từ với. Cái từ với này nó đã tạo cái thế cân bằng giữa hai đầu đoạn gánh. Năm con bằng với một chồng. Ở đây ta thấy tác giả đang tự mỉa mai, chế giễu chính mình. Tác giả coi mình cũng giống như một đứa con còn dại mà cần phải nuôi. Một thoáng tự chào của tác giả. Sở dĩ tác giả chế giễu chính bản thân mình, đó là bởi mình cũng trở thành gánh nặng của vợ. Lẽ ra mình phải là người san sẻ với vợ gánh nặng, chung sức với vợ nuôi năm đứa con này. Nhưng ông Tú không làm được điều đó. Mặt khác, ông lại trở thành gánh nặng. Và tác giả cảm thấy tủi hổ, thương vợ và cũng xót xa cho chính bản thân mình. Theo đuổi cái sự nghiệp khoa cử bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ phải ăn bám vợ, vẫn phải phụ thuộc vào cái gánh gạo của vợ. Và đây chính là cái nguyên nhân khiến bà Tú phải vất vả mưu sinh như vậy. Và vất vả mưu sinh như vậy, cái thành quả của bà đó là gì? Đó là nuôi đủ năm con với một chồng. Đủ ở đây có nghĩa là không thừa, không thiếu. Không thừa ra nhưng cũng không để phải thiếu thốn. Ta thấy một người phụ nữ tảo tần, đảm đang,
chu toàn. Vất vả cực nhọc như vậy nhưng vẫn đảm bảo cho chồng con một cuộc sống đủ đầy. Và đây chính là thành quả từ sự vất vả của bà Tú. Và qua đây, một lần nữa ta càng khẳng định vai trò trụ cột của bà Tú trong gia đình. Hình ảnh bà Tú qua nỗi lòng thương vợ của ông Tú không chỉ được thể hiện ở hai câu thơ đề, mà còn được thể hiện rõ nét hơn ở trong hai câu thơ thực. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Ta đi vào từng câu một. Câu thứ nhất, lặn lội thân cò khi quãng vắng. Đọc câu thơ này lên, ta thấy có một hình ảnh rất quen thuộc, một cái ẩn dụ rất quen thuộc để chỉ ngực nữ Việt. Ta không thể không hình dung, không thể không liên tưởng đến một bài ca dao. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Và ta có thể thấy Tú Xương đã sử dụng một cách đầy sáng tạo chất liệu của ca dao. Từ con cò lặn lội thì thành lặn lội thân cò. Cái sáng tạo thứ nhất ở đây đó là việc Tú Xương đã đảo cái từ lái lặn lội lên vị trí đầu câu. Mà các em biết, mọi cái giá trị của đảo ngữ đều là muốn nhấn mạnh, muốn tô đậm sắc thái của cụm từ được đảo lên trên đầu câu. Lặn lội, một cái từ lái tượng hình miêu tả đã gợi ra được cái sự vất vả của con người mà thường công việc của họ liên quan đến sông nước. Cũng là vất vả đấy, nhưng chúng ta thấy rằng cái vất vả của người làm việc có thể là 16-17 tiếng một ngày, nhưng ở trong phòng máy lạnh thì người ta không gọi đó là lặn lội. Lặn lội phải là những công việc gắn với ngoại cảnh ở bên ngoài, với nắng, với mưa, với sông, với nước. Và cái từ lái lặn lội này, nó đã miêu tả thật phù hợp, thật thấm thía vô cùng nỗi vất vả, gian nao, cơ cực của bà Tú trong công việc. Cái sáng tạo thứ hai của Trần Thế Xương ở đây đó là từ hình ảnh con cò trong ca dao thì đi vào thơ của ông trở thành thân cò. Hình ảnh con cò trong ca dao vốn là một hình ảnh trung tính, khách quan và ít sắc thái biểu cảm. Khi đi vào thơ của Trần Thế Xương, nó đã trở thành thân cò. Vậy thì sự khác nhau giữa con cò và thân cò là gì? Con cò mang tính khách quan, nhưng thân cò thì đã hàm chứa một góc nhìn về thân phận con người. Ta thấy trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà ai đó nói về mình mà nói về thân em, thân tôi, thế này, thế kia, khi người ta dùng từ thân là đã hàm chứa một cảm giác than thân trách phận, một cảm giác buồn bã, xót xa cho thân phận của mình. Và Trần Thế Xương đã nhìn người vợ tần tảo của mình trong góc nhìn về thân phận. Mà khi nói đến thân phận, nhất là thân phận người đàn bà, ta nhớ đến một loạt mô típ của những bài ca dao. Thân em như chẽn lúa đồng đồng, thân em như hạt mưa xa, thân em như giếng giữa đàng, thân em như quế giữa rừng, v.v. Và qua hình ảnh thân cò, ta thấy được Trần Thế Xương đang cay đắng, xót xa cho thân phận của người vợ tảo tần, chịu thương, chịu khó. Qua vế đầu tiên của câu thơ, các em đã có thể phần nào cảm nhận được một chút gì đó về hình ảnh của bà Tú, sự vất vả chuyên chuyên của bà trong cuộc sống mưu sinh. Và qua đó, ta cũng thấy được tấm lòng thương vợ của ông Tú. Ta xem xét vế thứ hai của câu thơ, khi quãng vắng. Đây là một cái tập hợp từ rất độc đáo. Khi quãng vắng, nó gợi ra một không gian mênh mông, hoang vắng, rợn ngợp. Một không gian hiu quạnh vô cùng. Và chính cái không gian mênh mông, hoang vắng, hiu quạnh ấy càng làm đậm thêm cái nhỏ bé, đơn độc của người đàn bà. Một thân một mình, gánh trên vai gánh nặng mưu sinh. Khi phải gánh gồng nuôi đủ 5 con với một chồng. Khi quãng vắng không chỉ gợi ra một không gian mênh mông rợn ngợp, mà nó còn gợi ra một thời gian thăm thẳm. Đó là quãng thời gian mà bà Tú luôn chỉ có một mình, đối diện với tất cả những vất vả cực nhọc. Và qua đây,
ta có thể thấy được hình ảnh bà Tú nhỏ bé, cô đơn, nhỏ bé cô đơn trên chính cái hành trình mưu sinh của mình. Hình ảnh bà Tú với bao nỗi vất vả, cực nhọc không chỉ được hiện lên ở trong câu thực thứ nhất, mà còn được thể hiện rõ nét hơn ở trong câu thực thứ hai. Eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Ở câu thơ này, các em cần chú ý cho thầy cụm từ đầu tiên, eo xèo. Một cái từ lấy tượng thanh đã được đảo lên vị trí đầu câu. Vậy thì từ eo xèo nó miêu tả cái âm thanh gì? Eo xèo đã miêu tả cái lời qua tiếng lại, những cái sự kỳ kèo, phàn nàn, những cái bực giận, những cái ganh đua hơn kém của những người buôn thúng bán thưng ngoài chợ. Và từ lái eo xèo đã thể hiện một cách cực kỳ chính xác, tinh tế tất cả những cái phức tạp, những cái đua chen trong cuộc mưu sinh của bà Tú khi phải chen chúc ở cái mong sông, một cái roi đất nhô ra ở phía lòng sông, chênh vênh, chật hẹp, nhỏ bé mà biết bao nhiêu người chen lấn, bon chen để có thể mua được giá rẻ nhất, bán được đắt nhất, tiếp xúc gần nhất với thuyền bè qua lại. Cho nên trong cái cuộc mưu sinh ấy, trong cuộc đua chen bươn bả ấy, sao tránh được những lời qua tiếng lại, những cái sự eo xèo của những người buôn thúng bán bưng. Cái vế thứ hai của câu thơ, hình ảnh buổi đỏ đông. Hình ảnh buổi đỏ đông nó đã gợi ra một cái hình ảnh rất thực. Ở nơi mong sông mặt nước ấy, con đò rất đông. Con đò đã chật những người, mọi người thì chen chúc nhau. Cái khung cảnh ấy, đó là một khung cảnh xô bồ khó chịu. Bởi con người thì vội vã, chen lấn, xô đẩy. Và qua hình ảnh buổi đỏ đông này, ta thấy được cái không gian làm việc, cái thế làm việc, cái nơi làm việc của bà Tú chênh vênh, treo leo, hiểm nguy vô cùng, ẩn chứa rất nhiều bất chắc. Hình ảnh buổi đỏ đông còn thấp thoáng gợi ra một ý tứ trong câu ca dao xưa: con ơi nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đỏ đầy chớ qua. Ở đây đỏ đông hay đỏ đầy thì đều chỉ hình ảnh con đò đã chật những người, tiềm ẩn những bất chắc, nguy hiểm. Con ơi nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Vậy mà bất chấp đò đầy, đò đông, người phụ nữ tần tảo, vất vả của Trần Tế Xương vẫn phải lao ra nơi mong sông mặt nước, vẫn cứ phải bon chen bươn bả trong cuộc sống mưu sinh, bất chấp lời cảnh báo từ ca dao xưa: sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Bởi bà phải còn nuôi đủ 5 con với một chồng. Một lần nữa, ta thấy sự vật lộn, bươn trải và cái sự hy sinh cao cả của bà Tú trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Qua hai câu thơ thực, ta không chỉ thấy hiện lên hình ảnh bà Tú với những sự vất vả nhọc nhằn, cô đơn trong hành trình mưu sinh, mà qua đó ta còn thấy tấm lòng của một người chồng thương xót cho thân phận người vợ tảo tần, luôn lo sợ cho những hiểm nguy trong cuộc mưu sinh của vợ. Cái sự lo lắng của người chồng nó được thể hiện rất rõ qua hai cái hình ảnh khi quãng vắng và buổi đỏ đông. Ở đây thầy muốn giải thích thêm. Như chúng ta biết rằng thì Trần Tế Xương cũng giống như hầu hết những người chồng trong xã hội phong kiến là không bao giờ bước chân ra cái nơi làm ăn của vợ, nơi mà vợ buôn thúng bán bưng, và thậm chí là cả cái nơi bếp núc khi mà vợ hầu hạ cả gia đình. Tức là đó là do cái quan niệm một thời trọng nam khinh nữ, nam tôn nữ ti, nó có một cái ranh giới rất rõ ràng giữa người đàn ông trong nhà và người đàn bà trong xó bếp. Thế nhưng dù không ra, dù không đi cùng, dù không chứng kiến trực tiếp, nhưng tấm lòng thương vợ của nhà thơ thì vẫn cứ âm thầm hình dung ra tất cả những vất vả nhọc nhằn, tất cả những gian khổ hiểm nguy mà vợ của mình
hàng ngày vẫn phải đối mặt. Bài giảng ôn tập thương vợ phần 1 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài ôn tập thương vợ phần 2.